Ngày 18 tháng 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp với Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, thành phố Thái Nguyên, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho gần 200 giáo viên, học sinh của nhà trường. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, giáo viên, học sinh đã được thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, những hệ lụy do tai nạn giao thông gây ra, tình trạng vi phạm luật giao thông đường bộ của một bộ phận thanh thiếu niên, nhất là việc tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, đồng thời phổ biến những nội dung cơ bản về luật giao thông đường bộ, kỹ năng lái xe an toàn, hình thức và mức xử phạt, cách thức nộp tiền phạt trên cổng dịch vụ công quốc gia đối với nhóm các hành vi vi phạm phổ biến. Thông qua buổi tuyên truyền đã cung cấp cho giáo viên, học sinh nhà trường những kiến thức cơ bản để chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, đồng thời là những tuyên truyền viên tích cực, vận động bạn bè, gia đình, người thân chấp hành luật giao thông đường bộ, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm.